Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự quốc tế cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh. Thưa quý vị, tại châu Âu, hôm qua Tổng thống Serbia Alexander Vucic đã đề cử đồng minh thân cận là ông Milos Vucevic làm thủ tướng và đứng ra thành lập chính phủ mới. Ông Vucevic sinh năm 1974, là luật sư, nguyên phó thủ tướng kiêm bộ trưởng quốc phòng trong chính phủ của người tiền nhiệm Ana Brnabic. Ông cũng là chủ tịch đảng tiến bộ Serbia SNS kể từ sau khi Tổng thống Vucic rời bỏ vị trí này hồi tháng 5 năm 2023. Trong cuộc bầu cử diễn ra vào cuối năm ngoái, SNS đã giành được nhiều phiếu nhất với 113 ghế trong tổng số 250 ghế tại Quốc hội Serbia. Tuy nhiên, do chưa đủ khóa bán nên đảng này phải tìm kiếm đối tác để thành lập chính phủ liên minh. Dự kiến, Thủ tướng được đề cử Vucevic sẽ thành lập chính phủ trong những tuần sắp tới trước khi Quốc hội thông qua đề cử đối với ông. Hôm 21 tháng 3, cựu Thủ tướng Ana Brnabic, phó chủ tịch SNS, đã được bầu làm chủ tịch Quốc hội mới, còn phó thủ tướng thứ nhất kiêm Ngoại trưởng Ivica Dacic được chỉ định làm Thủ tướng tạm quyền đến khi chính phủ mới được thành lập. Ngày 30 tháng 3, Ngoại trưởng ba nước Pháp, Ai Cập và Jordani đã có cuộc thảo luận tại Cairo nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn ngay lập tức và lâu dài ở dải Gaza, cũng như thả tất cả con tin đang bị bắt giữ. Phát biểu tại cuộc họp báo chung, Ngoại trưởng Pháp Stéphane Séjourné cho biết chính phủ Pháp dự kiến sẽ trình một dự thảo nghị quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm tìm kiếm giải pháp chính trị cho xung đột Gaza. Ông cho hay dự thảo sẽ gồm tất cả các tiêu chí cho giải pháp hai nhà nước cho xung đột Israel-Palestine. Về phần mình, Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry kêu gọi Israel mở tất cả các cửa khẩu trên bộ với dải Gaza để đưa viện trợ nhân đạo vào vùng lãnh thổ Palestine. Trong khi đó, Ngoại trưởng Jordani nhấn mạnh thảm họa thực sự là khi cộng đồng quốc tế không có khả năng ngăn chặn thảm họa nhân đạo. Ngoài ra, Ngoại trưởng ba nước cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt cuộc khủng hoảng nhân đạo mà người dân ở Gaza đang phải đối mặt. Cuộc họp giữa Ngoại trưởng Ai Cập, Pháp và Jordani diễn ra trong bối cảnh cuộc xung đột kéo dài 6 tháng qua tại dải Gaza vẫn tiếp diễn, bất chấp việc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua một nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức tại Gaza trong tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo. Mới đây, Bộ Ngoại giao Nhật Bản thông báo nước này và Trung Quốc đã tổ chức đối thoại cấp chuyên gia về việc xả nước thải nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1. Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, đây là cuộc gặp đầu tiên giữa chuyên gia hai nước bàn về vấn đề nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý, dù rằng Tokyo và Bắc Kinh đã liên lạc về vấn đề này ở nhiều cấp khác nhau. Nội dung cuộc trao đổi tập trung vào các vấn đề kỹ thuật liên quan đến nước thải nhiễm phóng xạ đã qua xử lý, trong đó phía Nhật Bản một lần nữa giải thích về độ an toàn của việc xả nước, đồng thời mô tả chi tiết các hoạt động giám sát phóng xạ. Nỗ lực mới nhất của hai bên diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đã giữ nguyên lệnh cấm tất cả hải sản nhập khẩu từ Nhật Bản sau khi việc xả thải từ nhà máy Fukushima được tiến hành từ tháng 8 năm 2023. Tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra tháng 11 năm ngoái, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhất trí tìm cách giải quyết vấn đề này thông qua tham vấn và đối thoại một cách xây dựng. Mới đây, Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc đưa ra số liệu thống kê cho thấy số lượng máy bay không người lái UAV ở nước này đã vượt con số 1,26 triệu chiếc vào cuối năm ngoái, tăng 32% so với thời điểm cuối năm 2022. Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc cho biết đã cho phép thiết lập 17 khu vực thử nghiệm sử dụng UAV dân sự tại nhiều thành phố và hải đảo cũng như một số khu vực khác. Những chiếc UAV của Trung Quốc đã bay tổng cộng hơn 23 triệu giờ trong năm ngoái. Theo các chuyên gia, sự gia tăng đáng kể số lượng UAV ở Trung Quốc và việc thiết lập các khu vực thử nghiệm UAV cho thấy tiềm năng to lớn của ngành chế tạo UAV của nước này. Trong khi đó, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc nhận định, ngành hàng không dân dụng nói chung là khách hàng chính của các doanh nghiệp chế tạo UAV trong nước và các công nghệ cũng như thiết bị hàng không mới sẽ thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp này. Đến năm 2025, thị trường mua bán UAV của Trung Quốc dự kiến sẽ đạt trị giá 5.000 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 700 tỷ đô la Mỹ. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed có thể sẽ tiến hành 3 lần cắt giảm lãi suất cơ bản trong năm nay, với lần đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng 6 tới đây. Đây là dự báo của các chuyên gia ngân hàng Goldman Sachs về triển vọng lãi suất của nền kinh tế số 1 thế giới. Theo các chuyên gia của ngân hàng Goldman Sachs, việc xem xét lại lãi suất trung lập, lãi suất liên ngân hàng có thể sẽ là cuộc tranh luận lớn tiếp theo của Fed trong thời gian tới. Đây là trọng tâm mà Fed muốn điều chỉnh để theo đuổi chính sách của mình.
Hiện, Fed đang duy trì lãi suất cơ bản ở mức 5,25 cho đến 5,5% và chốt tỷ lệ lãi suất trung lập ở mức 2,5%. Thông tin cập nhật về triển vọng lãi suất của Mỹ diễn ra trong bối cảnh tháng 2 vừa qua, chỉ số giá tiêu dùng CPI, thước đo lạm phát của Mỹ đã bất ngờ tăng 0,4% so với tháng trước đó. Điều này khiến giới chuyên gia Mỹ cho rằng ngân hàng trung ương nên thu hẹp biên độ giảm hoặc trì hoãn việc hạ lãi suất. Cũng theo giới chuyên gia ngân hàng Mỹ, sang năm 2025, có thể nước Mỹ sẽ trải qua tổng cộng 4 lần cắt giảm lãi suất tiếp theo, cộng thêm một lần cắt giảm vào năm 2026, nhằm đưa lãi suất dài hạn của Mỹ về mức ổn định từ 3,25 cho đến 3,5%. Chính phủ Ai Cập ngày 30 tháng 3 tuyên bố nước này sẽ nhận được một đợt giải ngân đầu tiên của chương trình cho vay mở rộng từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF vào tuần tới. Trước đó một ngày, IMF cho biết gói hỗ trợ tài chính mở rộng của cơ quan này cho phép giải ngân ngay lập tức 820 triệu đô la Mỹ cho Ai Cập. Theo Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly, nước này đang nỗ lực tăng nguồn thu đô la Mỹ bằng cách hỗ trợ công nghiệp và xuất khẩu. Ai Cập gần đây ghi nhận dòng tiền nước ngoài lớn đổ vào sau khi nước này ký một thỏa thuận đầu tư trị giá 35 tỷ đô la Mỹ với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hồi tháng 2 để phát triển du lịch. Đến đầu tháng 3, Ngân hàng Thế giới WB thông báo sẽ cho Ai Cập vay hơn 6 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ các nỗ lực cải cách và phát triển của Ai Cập. Trong khi đó, Liên minh châu Âu EU cũng đồng ý gói cung cấp hỗ trợ tài chính trị giá 7,4 tỷ euro, khoảng 8 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ nền kinh tế Ai Cập. Hôm qua, nhà cung cấp dịch vụ điện thoại cố định lớn nhất nước Mỹ, công ty viễn thông AT&T cho biết đang điều tra một bộ dữ liệu được phát hành trên web đen cách đây 2 tuần. Vụ việc này được cho là đã ảnh hưởng đến 74 triệu khách hàng của hãng. Theo AT&T, có vẻ như khoảng hơn 7,6 triệu tài khoản hiện tại và 65,4 triệu tài khoản cũ đã bị rò rỉ thông tin từ năm 2019 hoặc sớm hơn. Tuy nhiên, công ty này chưa phát hiện bằng chứng về việc truy cập trái phép vào hệ thống của công ty sau các vụ việc nói trên. Mặc dù vậy, AT&T cho biết vụ việc không gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của hãng. Hiện, AT&T đang liên hệ với tất cả những người bị ảnh hưởng và đã đặt lại mật mã cho các khách hàng bị rò rỉ dữ liệu hiện tại. Theo số liệu thống kê, hiện có khoảng 290 triệu người trên khắp nước Mỹ sử dụng mạng 5G của AT&T. Như một truyền thống không thể thiếu trong dịp lễ Phục sinh, rất đông người dân Haiti từ già đến trẻ mới đây đã tập trung đông đúc trên đường phố ở thủ đô để cùng nhau làm ra những chiếc diều sấy đầy màu sắc. Lễ Phục sinh năm nay ở Haiti diễn ra khi đất nước đang chờ đợi một hội đồng tổng thống được bổ nhiệm sau khi Thủ tướng Ariel Henry tuyên bố từ chức vào ngày 11 tháng 3. Ở nhiều quốc gia, người dân đón lễ Phục sinh bằng hoạt động vẽ trứng. Còn ở Haiti, hoạt động truyền thống vào ngày lễ này lại là làm diều và vẽ diều giấy. Năm nay, người dân đất nước này đón lễ Phục sinh trong tình hình chính trị rối ren. Các cuộc chiến tranh băng đảng ở Haiti đã gia tăng trong những tuần gần đây. Do đó, những cánh diều nhiều màu sắc được treo dọc các con phố, gửi gắm niềm mong ước của trẻ em và của toàn bộ người dân Haiti về một cuộc sống bình yên, an cư, lạc nghiệp, không có bạo lực giao tranh. Những chùm hoa anh đào nở rộ đang tạo nên khung cảnh thơ mộng như tranh vẽ tại nhiều khu vực ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Trong những ngày này, chính quyền các địa phương ở Seoul đang tổ chức lễ hội hoa anh đào hàng năm, một hoạt động mang tính biểu tượng và thu hút rất nhiều người tham quan. Tại quận Songpa, lễ hội hoa anh đào diễn ra tại hồ Sắc Trơn, nơi có khoảng 1.100 cây hoa anh đào thuộc nhiều loại khác nhau. Điểm nổi bật của lễ hội năm nay là phần trang trí ánh sáng trên hồ, giúp du khách có thể ngắm hoa anh đào dưới ánh đèn đầy mê hoặc khi về đêm. Xuyên suốt lễ hội còn có hàng loạt các buổi biểu diễn âm nhạc sôi động. Du khách còn có thể mua sắm các món phụ kiện và đồ thủ công theo chủ đề hoa anh đào, cũng như tham gia nhiều hoạt động giải trí khác. Với ưu tiên hàng đầu là đảm bảo an toàn cho lễ hội, hơn 200 nhân viên bảo vệ an ninh chuyên nghiệp được triển khai mỗi ngày, song song với việc giám sát đám đông theo thời gian thực, thông qua công nghệ trí tuệ nhân tạo AI. Ngoài quận Songpa, các quận khác ở Seoul như Jeju-do, Dobon hay Seodaemun cũng tổ chức các lễ hội hoa anh đào trong tuần này với nhiều chủ đề khác nhau, thu hút người dân và du khách từ khắp nơi tới để vừa vui chơi vừa ngắm những cánh hoa anh đào đang khoe sắc. Bản tin thời sự quốc tế cuối ngày xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.